Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Ben. Kênh của Ben là một kênh chuyên chia sẻ về những kinh nghiệm du lịch, về review ẩm thực và những công thức nấu ăn bổ ích. Thì hôm nay Ben xin giới thiệu đến các bạn một nơi bán bánh tráng trộn và xoài lắc rất là nổi tiếng ở khu vực Phan Xích Long Bình Thạnh. Thì đây là một địa điểm của một người bạn thường xuyên ăn ở đây giới thiệu. Thì Ben có mua thử về cho em gái ăn thì mọi người trong gia đình ăn rất là thích, nên Ben muốn giới thiệu các bạn đến chỗ này. Do clip này Ben cũng quay nhanh thôi nên không có nói sâu về chi tiết về clip này được. Nhưng mà đây là ngay chỗ cây xăng giữa đường Phan Xích Long đó các bạn. Các bạn quẹo vào phía trong hẻm, ở trong đó có đường chung cư đó. Thì các bạn theo như địa chỉ thì bạn cũng dễ tìm thấy lắm. Thì ở đây người ta bán giá rất là mềm. Và Ben thấy cũng có nhiều bạn rap đã tới đây để ship hàng nữa. Ben đến đây để mua hai bịch bánh tráng thôi mà phải chờ khoảng nửa tiếng các bạn. Rất là đông nha, và hai cô làm liên tục à. Nhưng mà các bạn thấy chờ rất là lâu. Và xoài thì được bào tại chỗ mọi người ơi, chứ không bào sẵn nên ăn nó tươi ngon lắm. Và xoài này là xoài keo nên ăn rất giòn và thơm. Bây giờ thì Ben xin kết thúc video clip tại đây nha mọi người. Nếu bạn nào mà lần đầu tiên ghé kênh của Ben thì đăng ký ủng hộ kênh của Ben nha. Bye, chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.